Ê, không được đâu nha. Sao lại không? Nó vừa giúp em gái anh cài hay vô cực, thấy cũng nhiệt tình lắm. Cái gì? Cướp đồ, trộm đồ với gái, ghẹo người ta bắt người ta tự tử nữa. Đúng là hợp đôi quá mà, chơi cắm sừng nhau mới chịu. Con nói gì đấy? Nãy là tôi cho đồ bạn kia mà, còn Ngục là do đang làm nhiệm vụ hả? Cứu. Chuyện này... Còn vụ cắm sừng nhau là sao? Người yêu tôi, cô ấy... Hiểu lầm thôi, không có ý gì đâu. Sao đây? Mày không định nói cho cậu ta biết à? Có chuyện gì hai đứa cứ nói thẳng ra rồi từ từ mình giải quyết cũng được. Thì là... Nếu là chuyện người yêu tôi cô ấy có người khác thì cũng không có gì bất ngờ cả. Hả? Bị người yêu cắm sừng mà bình thường, đúng là tên này có vấn đề thật. Nghe thì hơi lạ, nhưng đó là sự thật. Bởi vì tôi đã lỡ thích bạn nữ kia rồi. Ai cơ? Đừng nói là tôi nha. Cô ấy đang ở trong tem mình luôn. Đấy, biết ngay mà, mê sơ bắp rồi chứ gì. Eo ơi, ngại chết đi được. Em biết ai mà, phải không mèo? Không biết. Thôi đừng có ngại, anh thích tôi thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ xem xét lại mà, đúng không mèo? À, đúng đúng, cô tên như mày ăn mà chấm em. Nếu Si nói, Si khác những người họ đi sao? Ơ kìa, sáng sớm mà đã làm gì đâu mà nghiệp cuộc sớm ấy trời, văn cãi game rồi. Ơ, à, sao mèo lại đứng đây nè? Để giả vờ AFK thêm xíu nữa xem cô ấy làm gì nhé. Sao lại AFK ngay chỗ này ta? Ở đây nhiều địch nguy hiểm lắm. Mày làm gì bên đấy vậy mèo? Đừng nói là canh Si nha. Chứ còn gì nữa, nhìn tụi nó cũng đẹp đôi thế cơ mà. À không không, em chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi à. Nói thế thôi chứ nãy giờ thất lâu quá. Lỡ đâu đang đứng đây địch đi ngang qua thì phải làm sao? Thôi cho cậu ít đồ đó, chuẩn mẹ không lại bị tụi bạn nói nữa. Rõ ràng là có tình cảm với mình mà còn giấu nữa. Đi xa không mèo? Thôi Si đi trước rồi nha, mất công xíu lại bị ghẹo nữa, tôi cũng không thích á. Chắc là chê sao hồi nãy xấu quá chứ gì. Si có xe khác đẹp hơn rồi nè. Ủa không phải Si mê tôi hả? Sao qua chỗ mèo hoài thế? Si mê dưa bắp á. Ủa ai nói mà nghe vô lý thế? Cậu... Cô ấy quá thì là lít mắt mà kiếm nha. Mèo cẩn thận, bên đó đông lắm á. Có lạch hay. Lần sau đi gần Si hơn một xíu nha. Mắt con lại ngục như này là Si sót lắm đấy. Lại cơm chó, vốn còn tưởng thích mình cơ. Mày làm gì đấy mèo, mày bị rảnh à? Kệ em, tại em thích vậy á. Mèo sợ Si đòi chở nên phá hết xe luôn chứ gì. Cu te thật. Còn cái xe trong này nữa. Mèo ơi vô bắn đi để Si khỏi chở. Thấy chưa, lại ngục nữa. Đã bảo rồi, đi gần gần Si một xíu, ngục thì người ta cứu cho. Trời ơi ngại chết đi được. Đã nghiện rồi mà còn ngại. Đi xa ngục thì không ai cứu đâu nha. Cuối cùng cũng chịu đi chung xe rồi đấy à. Mèo nhà mình lại sắp công khai người yêu bỏ bạn thân này rồi. Mọi người cứ nói thế. Không có mà. Chưa còn gì nữa, thân thiết quá trời kìa. Đã bảo là không phải rồi mà. Ơ kìa, ai lại chơi dỗi như thế? Tao đã bảo rồi, tao không có thích Si đâu. Mọi người đừng có chọc em nữa. Sao thế vợ? Anh có gì đâu mà vợ không thích vậy. Đồ ghê. Thôi xong, mẹ ao chợ luôn rồi, Si cũng ao đây. Ôi giời, mèo nhà ta biết yêu rồi nha. Không ta.